Hello cả nhà. Ngày mới cho Hận Vlog 1990 xin chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Và cho Hận chúc những ông bà cô chú và các anh chị em các bạn trên mọi miền đất nước thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình của mình nha cả nhà. Đây Hận trở lại cái luồng 7 ở Trà Cú cả nhà. Cứ rồi nó dính nhiều con hành nhất cái nè, gần 7-20 cái nghe cái nè. Đây Hận đem theo ba cái lợp nha, xe cua nha cái nè, và 18 con chuột cả nhà ơi. Cái này chắc chết chuột nhiều lắm, tại vì Hận bỏ cái luồng 7 này không là 10 ngày cái nè, 18 chuột, con chuột cho bá không cho cái nè, mua chuột nhỏ không có. Với 10 bịch 20 bịch lúa với 2 túi lưới như mọi ngày cả nhà, không có gì khác hết á. 2 túi lưới cả nhà. Rồi. 2 túi lưới Hận buộn gì nữa cả nhà. Rồi tới luồng 7 đó, rồi Hận thăm rồi có dính thì Hận quay lại chia sẻ cho cả nhà xem nha cả nhà. Cả nhà yêu thích kênh của Hận thì Hận xin một lượt đăng ký kênh cả nhà. Cái đầu tiên thì cử gọi nó dính con hành nhất cả nhà. Cái này nó có dính lại không cả nhà. Đầu tiên làm hành nhất đã quá. Ồ, chỗ này chắc chết chuột hay cả nhà. Đó, thấy trên cái này. Mình có hàng cả nhà. Con hành nhỏ nhỏ lớn. Con hành ba cả nhà. Rồi nó chạy được con nhất cái này cả nhà. Rồi để lát Hận hơi chút xíu không bắt ra thì không quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Hy vọng là bữa nay là đầu xuôi đuôi lọt cả nhà. Cái đầu tiên mà dính gì là ngon lắm cả nhà. Đặt cái này một cái cả nhà. Rồi nó chạy được con hình ba đó cả nhà. Cái kiểu này sao thôi. Ủa. Nó xa thế phần rồi cả nhà ơi. Đặt bộ hổm bích chạch mà sau này trống ra trời chuột nó bư ra vậy. Lúc dây kìa. Rồi, nhảy cái này. Đây Hận bắt ra, Hận quay chia sẻ cho cả nhà xem cả nhà ơi. Bắt mang hành luôn cả nhà ơi. Nãy thăm gần nhà cái dính đường con hành ba đó cả nhà. Ba cả nhà. Hận muốn quay được cả nhà. Gần nhà quá không dám quay dơi, quay rồi chó nó sủa rồi trong cửa nhà ra vòng vòm rồi cái không biết người ta có lấy hay không mà mình không biết, nhưng mà mình ngại lắm cả nhà. Mình đi bẫy cái này là mình đi lén lén không cả nhà. Mấy anh em đi bẫy thì biết rồi đó, đặt rồi sợ người ta thấy không đó, thấy rồi có chỗ có người thì người ta tham thì người ta lấy, còn người thì cũng không có lấy cả nhà. Đây Hận đặt Hận biết cái này nè, chỗ mà đặt cái cửa nhà người ta luôn ba bốn lượt luôn mà không có bị gì cho cả nhà, dính rắn chà bá còn người ta cũng không lấy nữa. Con này khoảng 4 lạng cả nhà. Ồ, quá trời em mấy xì rồi, xì rồi, bỏ nó vô để nó xì. Ấm rồi đó. Em bốn một lạng. Chúng con chụp em bốn lạng được rồi cả nhà.
Rồi cái mini này cả nhà ơi. Hai lần ngoài cả nhà ơi. Thành ba mà trọng trọng cũng được. Cũng không đánh đổi. Con này dính này cái đầu tiên luôn cả nhà. Hy vọng là bữa nay hên cả nhà. Chắc không có hành nhất giống hổ mà cả nhà ơi. Bữa trước chạy hành nhất tới 4 5 con cả nhà. Rồi này hành 3 cả nhà ơi. Năm cá dính ba em cũng được đi. 5 hay 4 cả. 1 2 3 4 cái. 4 cái dính ba em mà cả nhà ơi. Cũng ngon. Rồi hẹn qua hẹn đi thăm tiếp tục rồi có dính này hẹn qua chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Hẹn đặt lên tới cả nhà ơi. Còn có phần cả nhà ơi. Phần cả nhà. Lớn nhỏ sao đây. Nhỏ đây coi. Phân quá trời luôn. Rồi, cũng đầm tay đúng không cả nhà. Còn có hành gì cả nhà. Hành gì cả nhà. Không được rõ không đây. Hành gì cả nhà. Rồi chút để hắn bắt ra đây không quay chia sẻ cả nhà xem cái nè. Mình cho con còn con hải quá. Ba cũng lạng vậy quá. Bắt hai hành luôn cả nhà. Bán hành này mới dính nè cả nhà. Gần nhà quá hẳn không quay được cái nè. Ba cả nhà. Ra ngoài cả nhà. Sớm cái này còn tầm ba ra ngoài cái này thằng nước tập đi thăm rồi có dính này không qua chia sẻ cái nhà xem cái này. Nắng quá cả nhà. Thôi đặt lên cái cả nhà. Lận công ty rồi hận không dám vừa cái camera cao lên cả nhà. Nó đang ra cái này. Con nhân nó đang ra cái nè. Bây giờ có phần cả nhà. Đó phần xanh xanh đó cả nhà. Hy vọng là được con hành khủng rồi quay cho cả nhà xem cả nhà ơi. Đó, phân nó cả nhà. Con phân nó hết thấy luôn rồi. Đã cho cả nhà. Hy vọng là được con bự bự được thôi. Rồi. Anh nhị cả nhà. Nhị cũng ngon cả nhà. Đó, em anh nhị cả nhà ơi. Tầm 4 lạng ngoài cả nhà con này.
rồi đang lát hắn bắt ra rồi không quay chia sẻ cả nhà xem nghe cả nhà. Bắt hành này luôn cả nhà ơi. Mới dính cả nhà. Hành này mới dính nãy nè cả nhà. Chặn rửa cái này mới rửa xong cái này sạch sạch đây quá trời tối cái chuột cây dơ đúng không nè. Con này bán 4 lạng cái này, 4 lạng 4 lạng ngoài con này gì cái này. Tôi thăm mà có dính là không quay chia sẻ cả nhà xem nghe cả nhà. Đặt ở đây cái mà người ta lấy ba cái xong gọi vỏ sầu riêng đổ một đống ở đây như quả rác một cái này. Khui hà. Khui hà. Ây da có phần cả nhà ơi. Ây da thấy luôn cả nhà ơi. Cái phần chà bá nằm trống cả nhà ơi. Phần đang xì nằm gốc của nó đó cả nhà. Mình lấy được không? Ôi da. Đợi cả nhà ơi. Trời ơi cái phanh của em ấy kìa cả nhà ơi. Nếu cả nhà có thấy không nữa. Rồi đang lát thằng bắt ra đây rồi không quay chia sẻ cho cả nhà xem cả nhà ơi. Này gần nhà quá trời gần nhà luôn rồi, không không dám ấy nữa. Nói chuyện lớn quá, ta nghe. Nghe cả nhà. Ấy da, trời trời chó tụi nó đâm. Sao thấy không? Thấy không được chỗ rồi nè. Ấy da, trời ơi, trời sao giếng đâu. Nè cả nhà. Đã chưa cả nhà. Cái phần dữ lắm cả nhà con này. Rồi đang lát thằng bắt ra thằng qua chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Cả nhà hành nhất cả nhà ơi. Ngoài tầm 8-9 lạng ký cả nhà. Đã chưa. Thằng bắt ra luôn cả nhà ơi. Lâu quá không bắt hành đại cả nhà ơi. Cái nhà hết biết cái vòng tay hơn cái này vòng tròn chà bá luôn nè, vừa cầm vừa luôn cái nhà. Rồi thăm ký cái nhà ơi, đã dữ vậy. Quá phê cái nhà ơi. Lâu lắm rồi không dính được hành đại. Trời ơi bỏ vô có nặng liền. Có cảm giác này cả nhà. Rồi hôm nay tiếp tục có dính này hôm quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà ơi. Đã. Quá phê cả nhà ơi. Đặt cái này một cái cả nhà ơi. Thăm bên kia cái gần nhà cũng có dính được con hành ba nữa cả nhà. Nuôi em cả nhà ơi. Cả nhà. Em hay chuột em biết nữa. Ăn lấy ra coi. Ồ có phần cả nhà ơi, phần nước nhẹp trên cả nhà. Đây cái này.
không biết to hay nhỏ đây. Ồ, hành nhì cả nhà. Tầm ba lạng, ba lạng ngoài con này cái nè. Hành nhì. Rồi đây lát không bắt ra đây không quay cho chia sẻ cho cả nhà xem nha cả nhà. Bắt hai hành luôn cả nhà ơi. Nãy cái cuối tính dính không mà cả nhà, có phân ngoài đầu hôm mà sao nó chui ra đâu nào nó mất tiêu cả nhà. Có hoài không, không ra cả nhà ơi. Có cái bẫy nó bị hở chì ở đâu không mà không thấy cả nhà. Có hở cái lỗ đó không à. Em hình ba cả nhà ơi. Trong ngoài ra mới nha. Con này nó sẽ mập quá trời vậy. Quậy luôn. Con này cũng mới vô vậy. Ồ, con này sao lên. Con này nãy hàng cái thằng hàng bự không nè cả nhà. Hết biết phân nó đi ngoài cái đầu hôm chà bá rồi giờ thèn cái này. Ồ, con này dày quá. Ồ, con này tầm 3 lạng cái nhà ơi. Con gì cái nhà ơi. Cái nhà cho hẳn cái thốc clip đây cả nhà. Tầm 2 ký ngoài cái nhà ơi, 2 ký ngoài 3 ký à. Để con hành đại hồi nãy vô một cái là nặng chạch cái nhà. Rồi cả nhà cho Hận chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại những clip tiếp theo của Hận nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà và gia đình luôn luôn hạnh phúc vui vẻ nha cả nhà. Bye bye.